Ta-da! Xin chào mọi người cùng đến với thử tại Mukbang cùng với Trung Chính. Hôm nay mình sang hai món, đó là mì cây và những tôm. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đầu tiên mình sẽ ăn món mì cây, bởi vì sao? Nhìn màu nó rất là hấp dẫn. Xin mời các bạn cùng ăn thử với mình nhé. Mình ăn thử miếng kim chi với mì cay coi như thế nào nha. Wow, cái món này thật sự ăn rất là cay nhưng rất là ghiền nha mọi người. Một cái món mì cay này á, của Hàn Quốc hiện tại rất là được các bạn trẻ rất yêu thích và cũng như là được mọi người ăn rất là nhiều. Hôm nay mình thử món này đầu tiên, cảm giác ô cay quá. Mời các bạn uống nước mình nha. Mì cay này rất là tuyệt vời, càng ăn càng bị ghiền, nó muốn ăn thêm một đũa nữa. Mình ăn kèm miếng kim chi nha. Mì cay này á, mấy bạn biết không, còn có thêm một vị nữa là vị nhân phô mai và vị cay gấp đôi. Hiện tại ăn mới gấp 1 thôi, nó thấy cay lắm rồi. Các bạn muốn thử thách bản thân của mình thì hãy ăn thử gấp 2 nha. À, tiếp theo mình sẽ ăn tới món thứ hai, đó là nhẫn tôm. Đây là nhẫn tôm của thương hiệu Choi Eel. Nó chỉ có bán tại Lotte Mart mà thôi. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Ở trong cái nhẫn tôm này á, mình thấy là nó là những con tôm rất là tươi. Và ở trong đây nó có một cái loại sốt vừa chua chua vừa cay cay. Xin mời các bạn thử của mình nha. Nè, con tôm này các bạn có nhìn thấy không? Nó rất là tươi và rất là ngon, ngọt. Đặc biệt nha, ở trên đây á, người ta làm đang đông đá, cái vị nó rất sực sực. Thì cái món này á, thì bên phương Tây rất là thích. Để mình ăn tiếp thứ hai cho các bạn nha. Quết trên nước sốt này ăn với mì coi như thế nào nha mọi người. Thực sự mì cay này rất là cay, mà ăn rất là ngon, rất là riềng. Cay quá. Mấy bạn mà muốn ăn mì cay á, Hàn Quốc á, thì mấy bạn lựa chọn tốt nhất là chỉ đến Lotte Mart thôi. Ở đây rất nhiều món mì cay và đặc biệt đồ hàng rất là ngon, giống như món nhẫn tôm này đây. Bây giờ mình ăn thử miếng kim chi nha. Củ cải muối nè, cuộn với mì. Không có làm mà ngon hơn nữa là ăn kim chi, củ cải muối, mì. Ăn thử miếng nhẫn tôm. Ăn hai con luôn. Mọi người ăn với mình một miếng đó nha. Mọi người mới học coi. Đi miếng cơm cho đỡ cay.
À, nãy giờ mình quên nói với bạn cái sốt này á, chua cua cay cay, ăn với những tôm rất là ngon. Sốt này vừa có cay nữa, ăn với những tôm, ăn với mì cay cay là quá là tuyệt vời. Các bạn không thể nào bỏ lỡ cái món mì cay với những tôm nha. Rất là ngon mà vẫn phải ghiền rồi. Cay quá.